À, nay mình cho các bạn xem cái khung cảnh, cái view ở đèo Mây Lộc Thành nha các bạn. Nhìn đường lên đồi rất là quanh co dốc. Lên thì hơi đuối á, nhưng mà xuống thì mình rất là sợ. Nhưng mà lên tới đây thì view được đẹp mấy bạn. Đây, đây là cái khung cảnh. Bây giờ là 6 giờ 20 nha các bạn. Mặt trời đang ló dạng nè. Hôm nay thì ít mây. Đó. Nhưng mà được cái là lên tới đây thì view nó đẹp. Sương, sương thì ít à. Thì lên trên đỉnh đồi có một cái view quán cà phê nha các bạn. Đây. Đây là view quán cà phê nha các bạn. Thì mấy bạn có thể lên tới đây mấy bạn uống cà phê, ngắm cảnh, chụp hình, check in. Wow. Đẹp quá mấy bạn ơi. Đèo Mây Lộc Thành. Wow. Thời tiết ở thành phố Bảo Lộc bây giờ là 17 độ nha các bạn. Xung quanh toàn là núi không à. Mây ít. Wow. Cho bạn xem cái con đường ở dưới nè. Đó. Ở dưới kia là cái con đường mình đi lên nha các bạn. Wow. Lạnh quá bạn ơi. Cầm điện thoại quay cái lạnh quá. Wow, đẹp quá. Mấy bạn thấy không? Mây đang ùa về nha các bạn. Quá chừng mây luôn nè. Wow. Lạnh quá mấy bạn ơi, không khí lạnh. Hồi nãy là mình thấy được cái view của cái quán cà phê luôn, bây giờ nè, mờ mờ hết rồi nè. Đẹp quá mấy bạn ơi. Mây lên rồi mấy bạn ơi. Bây giờ là thời, bây giờ là 6 giờ mà rưỡi nha. Thời thời điểm mà mây đẹp nè. Hôm nay không uổng công mình đi rồi. Thì tầm mây này khoảng nửa tiếng thôi. Tại khi mặt trời lên thì mây sẽ tan đi nha các bạn. Wow. Quá là đẹp luôn. Mây này mình nghĩ là nó có từng đợt nè. Không uổng công mình đi rồi. Wow, đẹp quá mấy bạn ơi. View rất là đẹp luôn. Wow. Chỉ có chiếc bán tải thôi, chiếc mới lên nổi mấy cái đèo này thôi các bạn. Mây bây giờ 7 giờ kém 15 rồi. Mây tan rồi, mặt trời lên mây tan mấy bạn ơi. Trời ơi, hồi nãy là view mây đẹp quá.